quay đây chưa? Trái nhỉ? Ra đây luôn đúng không? Bên đường bên trái. Ờ, đây bên trái đấy. Chì mà. Cộng với lại những cái bất kỳ những cái report hay là những cái giao việc hay những cái gì đó
thể hiện là bạn ấy có ý thức đấy là video mình và mình có kiểm soát trong thời gian đó, thời gian đặc biệt là trong thời gian mà bạn ký hợp đồng. Yeah.